Alo alo, mình là IceCube, mình đến từ Rankin. Hôm nay mình hướng dẫn anh em cách bắn Nibot nha. Để luyện tay anh em ha. Đầu tiên là vào server này. Đại cái server nha anh em. Sau anh em vào chế độ luyện tập. Bây giờ có cách tạo bắn Nibot kiểu này bắn nó sướng hơn nè anh em. Anh em vào luyện tập bắn nè, vào em master này, có nhiều chế độ cho anh em nè. À anh em cứ để thường thôi, rồi vào nha anh em. Này mình chen tay bên này cũng được, mà mình chen tay bên đấu đơn cũng được. Cho đây tập bắn đầu anh em ơi. À. Ok. Ok nha anh em. Vậy là xong rồi nha anh em. Ở bên phải có cái lệnh nè, thêm bot nè, xóa bot. Này. Rồi chế độ headshot, chế độ bắn tỉa. À, anh em cứ theo cái lệnh là ok nha.